Rồi em xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh Linh Sắt Sáng nha. Sáng hàng đi rồi giấc này giờ. Anh em mới chốt mấy cái máy này anh em có tới 90 70. Con này em đặc biệt ưu tiên quay lại cho anh em mà nha. Cái ga 75 nè. Quá nhiều anh em kêu quay lại chứ mà anh em nào cũng chưa quất hết trơn là sao ta? Máy này chạy quá trời ngon luôn. Anh em nào cũng chưa bớt chân thắng ơi, bớt chân đi, bớt chân đi. Trời ơi, con máy nó ngon anh em ơi. Con máy chọc mấy máy dữ à. Rồi nhớ cái đây, nhớ cái đây vô chứ nhé. Cái này là cái Kubota ga 75. Nó chạy thì thầm giống hình như tiếng con bồ dí vậy anh em ơi. Nói chuyện nói chiếu à. Lúc có bồ thì nói chiếc nhỏ mà sao mà cái lúc nó về nói tiếng bự là sao nữa, bự mà la lớn là sao đây bác. Máy chạy thì thầm vậy cua ta ra 75. Máy này về em nhớ là không có can thiệp gì. Bớt anh đi để anh lấy dân ma cu ta ra 75. Cái lỗ này chắc là cái gì ta, cái chắc cái lỗ này chắc để móc cái khoen treo lên quá anh em, móc khoen treo lên. Cái này đáp ứng nhu cầu của anh em mình nha. Anh đi quay chi tiết nó lại nè, để báo giá một lần cho anh em nào nhanh tay thì còn, nếu chậm tay thì cũng còn đó. Đó cũng còn nó muốn cái đánh biếu luôn nè mọi người. Cái bản ga nó còn đầy đủ gì luôn nè, bản ga thông số gì tùm lương học me chứ, cho nó ghi tiếng Việt ta, ghi tiếng này mình đâu có biết chữ gì đâu mình đọc. Cái này nó trơn gian quá, lỡ này nó ghi dữ thầm bèn đây, nhìn cũng có biết trời văng mây gió gì đâu anh em. Cái máy này nó tào lao nè.
cái này cái số gì 2540 em nghe chắc vòng tua quá. Nó có cái điểm yếu này nè anh em, có em có nói anh em nè, cái này hàng bích lỗ này, cái này bích lỗ này luôn, cái này cái điểm yếu thứ nhất nha. Còn ngoài ra chống máy hoàn toàn không có đụng chạm gì hết nha anh em. Cái thêm cống khối người ta quay lên trời này, quay nó quay ngang thằng hàng xóm, cái máy này nó thù ghét thằng hàng xóm gì nè, nó làm sau lưng nè. Đó anh em, mình thấy cống khối không, cái này nó mít lòng như thế nào. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em mình luôn ha. Cái Kubota ra 75 này hôm nay là bán anh em là 7 triệu bao ship anh em. 7 triệu bao ship. Nếu anh em nào mua tại chỗ thì em tính anh em là 66 phí ship 400. Cái này không biết nó nặng cỡ khoảng nhiêu ký. Cái bằng ở đó 80 quá. Em sợ phí ship 400 chắc lỗ quá anh em. Nhưng mà em bán 7 triệu bao ship á. Anh em nào có làm được cái máy này thì alo em nha. Kubota ra 75. Với cái thêm nó còn cái bát chụp cái này, cái boe cái này nè em chưa gắn vô. Còn cái bát chụp cái này nhìn thấy nó hơi lạ lạ. Hoặc là anh em muốn gắn cái boe màu đỏ ở đây thì em đổi này, em gắn lại boe màu đỏ cho anh em nha. Mà không biết nó có cắn cái này không thì em không biết nè. Tại vì khi gắn cái boe kia nó cắn cái này. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Máy thì em bao anh em là zin tất tần tật, không có đụng chạm bộ phận nào trong máy chứ. Có nắp chụp cò gì như em nhớ có mở nha anh em ạ. Anh em lưu ý giùm em nha, nếu có nắp chụp cò có mở. Còn tất cả như co dầu quét rồi này kia hoàn toàn không có luôn á. Zin tất tần tật. Rồi chào tạm biệt anh em.